Nga tiếp tục lên sóng con A, tiết A450. Dòng này nhìn rất là vui tươi, rất là cổ điển. Máy bị còn khá là ok nhưng mà nó bị cấn nhẹ gấp này nha. Tỷ này. Đó. Không sao. À. Con này ok hết. Bị cấn thế nào thì mình sẽ chỉ cho anh em. Biết liệu mà mình cân nhắc máy còn khá ok. Nắp nắp này lấy nắp phải cộng thêm tiền nha, 500 ngàn. Mình bây giờ mình test một, mình test cái việc mà em nói ghi tần số thế nào. Mình nạp tần số vào 400 Hz vào 0 dB. Tại vì có một bạn ông thấy mình ghi, ông thấy mình phát ở trên con máy này bị lệch, ông nói em ơi cái máy anh của em bị phát lệch rồi. Thì xin thưa là không phải đâu nhé, tại vì khi chúng ta cấp nguồn ghi vào bằng hai cái left right này nó không đều thì khi chúng ta phát nó không đều, chứ còn khi chúng ta cấp và nhìn vào sóng sinh này, nếu mà chúng ta cấp đều hết thì chắc chắn là ghi ra đều hết rồi. Tại vì hai cái kênh trái phải này nó riêng biệt, khi mà chúng ta chỉnh thì chắc chắn nó trong quá trình mà ghi nhạc thì nó sẽ không đều. Đó là chính xác như thế. Thì chúng ta nghe xem lại coi. Và chúng ta để mức tăng ở cũng 0 dB thì chúng ta xem lại sóng sin. Rất là đẹp. Rồi nếu chúng ta tăng lên xíu, hôm nay tăng lên ở cái 1 cộng dB thì nút output này chúng ta tăng lên thôi. Đấy, thì sóng sin rồi. Cũng ở rất là đẹp, rất là phẳng. Nó bị qua cái đoạn mình ghi rồi. Ok, bật lại này. Đấy, rất là đẹp. Không phải phần nè, và kiểm tra là nó phát đúng không? Ta kiểm tra tần số chứ chúng ta kiểm tra nhạc là khó rồi. Này tần số phát này không thể sai được, nhưng mà mình đã test bằng mắt Oxelo rồi nên là anh em cứ an tâm mà dùng thôi. Còn nếu mình quay thêm mình hướng dẫn thêm nữa nó mệt lắm, nó mất thời gian cho cái đoạn video chúng ta ghi bản nhạc thử nhé. Okay, bây giờ bằng máy rồi mà còn không tin vào, không tin tin thì dùng, không tin thì không dùng cho nó dễ, cuộc sống cho nó dễ dàng chứ không có vấn đề gì cả. Cái tần số đi nguyên đoạn này. Thế nào để bắt đầu chúng ta giờ điều chỉnh nè, lúc tần số là cái gain nó khác, nhớ bạn chọn chế độ băng chrome nhé. Ghi ở đồng cộng 1 dB hoặc 0 dB trở lại thôi. Nè, chúng ta điều chỉnh cái này nè, trong quá trình điều chỉnh không đều. Chúng ta điều chỉnh không đều thì chắc chắn khi khi ra tín hiệu này sẽ không đều. Nó là đơn giản như thế mà cũng không không không. Anh em dùng không không hiểu thì cũng rất là khó. Còn nếu chúng ta đều mà nó không ra không đều thì đó là mới là câu chuyện nó bị lệch. Còn khi mà chúng ta đã điều chỉnh không đều rồi như con chim qua môi mòn thèm nói câu tình ngày ấy không xa tình vẫn thiết tha đôi ta tung tăng như chim rừng vang tiếng ca rồi tháng năm qua tình bóng vui vàng cho anh chơi bơi giữa cung sầu đang nhớ thương thật cho nghe lại coi. Hôm nào khi tình nồng lên cao em bảo mình yêu nhau đến khi sông núi
chặt tròn tình yêu đi vào cùng tương lai mặc cho đời ngang trái. Ok, tín hiệu vừa ghi vào đó, rất là tốt rồi. Đâu có đòi hỏi hơn được nữa. Trái hôm nay núi vẫn còn chơ chơ, sông vẫn màu xanh lơ cơ sao ơi. Nè, chúng ta điều chỉnh lên cái trên này nó đều á, thì tín hiệu ra nó đều thôi à. Còn kênh trái phải là mình cân bằng oscilloscope chứ đâu có cân bằng bằng mắt đâu mà. Anh mấy anh em kêu nói sai nè, không phải đâu nhé. Xem lại, phải xem lại. Đây một con máy kỳ phát còn rất là ok. Oscilloscope vậy thôi, chúng ta chơi mẫu khác này coi thế nào. Tại vì cấp hai cái này cấp vào nó khó, rất là khó cấp à, mình không biết đâu là đời nó đúng. Ok, nghe đoạn này coi. Anh đưa em về thăm lại vùng quê, thăm lại tổn xưa. Ok, đi tốt quá trời. Đang nghe trước và làm thế nào? Ban này ban normal này nha, chọn chế độ normal thôi. Giảm này xuống bớt thì hơi tiếng hơi lớn. Cái này là phát thanh rất là hay. Bye.